Thông phòng khám cha tự thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 7 năm 2024, thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tự thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, bệnh nhân Dương Mai Trần quê quán tại Đồng Tháp cùng vợ là Nguyễn Thị Ánh đến phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với hy vọng tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị ung thư cho căn bệnh ung thư thanh quản của anh. Khi đến phòng khám, anh Dương Mai Trần đang phải chịu đựng những cơn đau dữ dội do khối u di căn vùng cổ hình thành một vùng phình to tại cổ họng. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, anh Dương Mai Trần đã viết đơn xin hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Sau khi được áp dụng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư của cha Vero Nguyễn Văn Tường, bao gồm việc sử dụng cháo nano, thảo dược nano và tuân thủ nghiêm ngặt các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, sức khỏe của anh Dương Mai Trần đã có chuyển biến tích cực. Đến nay, vết thương phình to đã thu nhỏ đáng kể, cơn đau cũng đã giảm bớt nhiều, giúp anh Dương Mai Trần có thể sinh hoạt và ăn uống dễ dàng hơn. Với lòng biết ơn sâu sắc, anh Dương Mai Trần đã bày tỏ sự xúc động và trân trọng đối với cha Vero Nguyễn Văn Tường, các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha tự yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Anh Dương Mai Trần chia sẻ rằng nhờ sự tận tâm và y đức của đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên, anh Dương Mai Trần đã có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Với nhân chứng sống từ bệnh nhân Dương Mai Trần là minh chứng cho hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư của phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, mang đến niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Trong khi tôi lên bệnh viện thành phố, bốn cái bệnh viện thì nó kêu chồng tôi á, là mổ mà nó nói là 50-50, một là nói chuyện được còn bằng không là nói chuyện không được. Cho nên tôi mới nói anh ơi, mình khỏe mạnh đi đứng ăn nói đàng hoàng, bây giờ anh lên anh cắt cái cần cổ anh ra, cái bắt đầu anh nằm ngửa đó, cái anh đút thuốc anh đút nước vô anh không được, bây giờ anh phải đi theo em đi về đặng mà lên về với cha. Tại vì tôi đã lên Facebook là lúc tôi lên mạng của Xuân Dũng nè, là tôi đã biết Xuân Dũng từ lâu rồi, tôi mới biết là Xuân Dũng qua cha về cha tôi biết thời lúc năm 2019, lúc đó chồng tôi chưa bệnh thì lúc đó anh cũng chưa khang tiếng nữa. Sau qua 20, 21 cái anh bị khàn 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 mà kêu anh đi khám hoài nó không chịu đi khám. Cái qua năm 23 cái thấy anh càng nín, cứ bằng uống cái gì cũng không hết, chứ kêu anh đi chỉnh khám thì người ta nói là anh bị ung thư thanh quản thời kỳ 2. Thì người ta hỏi ảnh cái kinh tế gia đình như thế nào, có thể xạ trị có thể mổ được hay không, thì ảnh cũng hoang mang. Cấp đó là anh khóc, anh điện về anh khóc rồi anh nói giờ anh bị ung thư rồi em ơi. Nó cái tôi nói không có gì phải sợ, anh cứ xét nghiệm toàn bệnh viện hết đi, anh đi về đây với em đưa anh về cha. Thì trong khi tôi dậy đây là tôi lên tới đây là 10 ngày nữa tới Tết, là tôi ở đây đúng 5 tháng chưa về quê mà chưa đi đâu hết, chưa đi bệnh viện, chồng tôi chưa bao giờ vô nước biển, mà chồng tôi chưa bao giờ mà khó thở hay là hoặc không có gì hết. Tại vì đó là trong vòng 2 tháng ảnh bó hoài đúng 2 tháng, hoàn toàn vấn đề không có gì hết, vẫn ăn bình thường vẫn uống bình thường có gì hết. Qua tháng thứ ba bắt đầu anh nổi lên một mục, trong vòng 3 ngày bắt đầu anh nổi bự lên, trong vòng 10 ngày anh bự lên nha, 15 ngày bắt đầu phì ra, thì ra bắt đầu tới hơn 15 ngày bắt đầu đổ mủ toàn cái mục nãy là thầy Thanh đã đưa lên đó, đổ mủ ra bắt đầu anh khóc,
Anh nói là sức khỏe của anh quá đuối rồi, giờ nằm anh điện về nhà. Anh chăn chối, anh nói bây giờ là coi như anh không thể nào chống chọi với căn bệnh này. Anh chăn chối, anh nói là thôi giờ lên chở ông về. Tôi mới nói là không có gì phải chết mà không có cái gì phải lo. Bây giờ anh đau, mỗi một tiếng đau của anh là Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng đau của anh là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh nghe lời. Tôi ngủ, tôi canh chồng, tôi không dám ngủ. Ông ngủ ở trên, tôi ngủ ở dưới. Tại vì cái mục nó quá bự. Tôi chỉ sợ ổng là bằng đêm nó sẽ lan qua, nó sẽ nghẹt họng, ổng nó sẽ chết bất tử, tôi không thể nào tôi biết được. Hay là hoặc ổng căng lên não rồi ổng bung lên não, ổng chết. Cho nên ảnh nằm trên cửa sổ mà cái đầu ảnh cứ ngước cái mặt lên, gì cũng đâu có đưa qua gì được, mà đâu có đưa qua gì được đâu. Nó tôi phải tấu canh, rồi tôi hơ nhang, tôi làm các thuốc gì, tôi làm mọi thứ. Anh ăn anh uống, mà tôi cho anh ăn uống mà anh quạo, anh chửi tôi, anh nói ăn hoài uống hoài. Tôi nói ăn uống vô mới có sức khỏe, đặng mới vượt qua cái căn bệnh này. Trong tới 20 ngày nó lỡ ra hết trơn, tôi thấy nó lỡ ra hết trơn, bắt đầu tôi đắp đủ đắp thuốc của thầy đem về để đắp đó, cái nó xì ra một lỗ, lỗ nhỏ vậy nè, nó ra mủ. Cái tôi tự giác tôi lấy bông gòn tôi ép lại, tôi nặng cho ra, cho ảnh ra. Bắt đầu cái nó ra, nó chảy ra là mủ hen với máu vậy nè, y như là mấy người mà cầm mặt cái vòi nước mà đổ xuống cái ly vậy đó. Tôi mới ráng, tôi nặng hoài, tôi nói anh ơi ráng đau đi, tôi nặng cho hết ra mủ này là anh hết nhất. Tôi nặng xong xuôi trơn trong vòng, tôi nặng trong vòng 3 ngày. Bắt đầu cái kêu thầy Quý này nè, thấy khó quá kêu thầy Quý, kêu bác sĩ tới nhà đặng cắt, cắt cái miếng thịt đó ra bỏ đặng mà lấy mủ trong này ra. Tại vì cái vết thương nó đã lên, nó nằm ở trên đây mà cái lỗ nó nằm ở đây, mà mủ thì nó dồn xuống đây, ở dưới này nâng lên hoài thì khó quá. Cái tính nói thầy Quý cũng cho bác sĩ tới. Tôi nói thôi bác sĩ tới, ông làm ông đau lắm, thôi để tôi làm. Tôi muốn mua cái kéo về tôi mới cắt. Tôi mới mua cái kéo về đó nè, tôi mới cắt cho ảnh từ miếng từ miếng, mà trong cái lớp da này nè nó đen vòng hết như vậy nè. Mà mấy vị cứ coi, tôi đọt cái cây ben vô đây, tôi lao ở trong đây nè, nó đã phì lên đây nè, tôi lao vòng vô đây, tôi lao hết đây. Từ từ khi mà cắt xong rồi á hen, là cái lỗ này nó móng tay gì nè thọt vô á hen, là một lóng tay gì nè. Cây ben á tôi lao quấn bông gòn á, tôi nhét vô đây nè, đặng tôi xay xay, đặng tôi rút cái mũ của ảnh ở trong đó ra. Mà ảnh nghiêng qua á hen, thì cái cọng dây chằng này nè nó ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt. Rồi bắt đầu anh nghiêng lại đây, cái cọng dây chằng này nè nó nhúc nhích nhúc nhích. Tôi nói hen, nếu mà thấy là không bao giờ dám ăn cháo lòng. Tôi nói vậy. Cái bắt đầu tôi từ từ tôi rửa hàng sáng, tôi rửa cho ảnh, cái tôi tha sức thuốc rồi này kia, cái tôi gắt từ từ ra cho hết nó. Rồi hôm nay á là ảnh được là đúng 5 tháng nè, bây giờ anh đã hết như vậy đó. Hồi ngày xưa là anh đưa ra tới đây nè, anh ớt vô tới đây vậy nè. Mở cái nút cho mọi người thấy. Ừ. Biết không, câu cổ, em ơi, chở anh về, anh biết sức của anh không thể nào ở đây được nha. Tôi nói về gì trời, cố gắng lên. Nó khi đã lên đây thì phải cố gắng lên. Tôi yêu cầu các bệnh nhân với các người nuôi cứ an ủi, động viên tinh thần cho người bệnh, được sẽ vượt qua hết tất cả, không có gì phải sợ. Khi mình đã đến đây rồi á thì đã mình giành giật lựa mạng sống của mình, thì mình gắng cố gắng phải giành giật mạng sống của mình. Còn đừng có nói tôi chán, tôi nản, hay là tôi không hết. Lúc nào bệnh với bệnh nó sẽ tấn công với nhau, nó sẽ hoành hành mình, nó tha thiết con người của mình, cái chết kế bên nó. Tôi xin yêu cầu là các bệnh nhân với các người nuôi cố gắng thương yêu và chăm sóc, rồi bắt đầu là an ủi động viên rất nhiều cho bệnh nhân đau đớn rất nhiều. Đó, tôi xin cảm ơn các vị ạ.
Dạ, hôm nay con xin cảm ơn các thầy, các cô, các chú. Và con xin ơn Chúa, cha. Chưa bao giờ hai vợ chồng tôi khóc vì cha, khóc suốt. Cứ lên mạng là khóc, cứ lên mạng là khóc, rất thương cha. Không biết nói sao mà đi gặp cha, mà lên đây cha hồn dĩ gì mà bây giờ cha không còn. Trên xã hội cha nói của đất nước này chưa bao giờ có ai như cha. Tôi xin cảm ơn hết. Tôi không thấy cảm ơn trời. Cảm ơn thầy. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, các thầy thuốc và nhân viên của phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, trong đó có Thành Võ, đã thật sự xúc động khi chứng kiến trực tiếp hành trình vượt qua ung thư vòm họng giai đoạn cuối của bệnh nhân Dương Mai Trần ở tại phòng khám Cha Thường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Các thầy thuốc và nhân viên tại đây đã bày tỏ sự khâm phục vô cùng trước tinh thần chiến đấu mãnh liệt của anh Dương Mai Trần, đặc biệt khi đối mặt với những vết thương phình to và những cơn đau nhức dữ dội. Chuyện của anh Dương Mai Trần là minh chứng cho sức mạnh phi thường của ý chí con người trước căn bệnh ung thư quái ác. Dù phải đối mặt với giai đoạn cuối cùng của căn bệnh, anh Dương Mai Trần vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, dũng cảm chiến đấu và không ngừng hy vọng vào một ngày chiến thắng. Sự dũng cảm và nghị lực phi thường của anh Dương Mai Trần đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, đặc biệt là những bệnh nhân ung thư đang trong giai đoạn khó khăn. Câu chuyện của anh Dương Mai Trần là lời nhắc nhở rằng dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng không nên từ bỏ hy vọng và hãy luôn luôn nỗ lực chiến đấu vì cuộc sống. Bên cạnh sự khâm phục dành cho tinh thần của anh Dương Mai Trần, bản thân Thành Võ cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám Cha Từ Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Với sự tận tâm chuyên nghiệp và giàu ý đức, họ đã không chỉ mang đến cho bệnh nhân Dương Mai Trần phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả, mà còn tiếp thêm cho anh Dương Mai Trần niềm tin và nghị lực để chiến thắng với bệnh tật quái ác. Câu chuyện về anh Dương Mai Trần là một minh chứng cho sức mạnh phi thường của ý chí con người và giá trị cao đẹp vì lòng nhân ái. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta để cùng nhau chiến đấu và chiến thắng mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin trân trọng. Bây giờ tại đây thầy nhắc luôn các bệnh nhân ra viện ha. Trong 3 tháng điều trị thì các thầy có thể nói là kiểm soát bệnh nhân để theo hướng phác đồ mới có được kết quả là 15 ca ra viện. Nhưng mà thầy nhắc những ca ra viện, như hồi nãy thầy Thanh nói đó, một bệnh nhân được ra viện thì phải đảm bảo được 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, bây giờ thầy nói đơn giản trước, một bệnh nhân thư thường họ có khối u và trong dòng máu họ có tế bào ung thư. Như vậy để được ra viện thì điều đầu tiên là sẽ tiêu diệt hết các tế bào ung thư trong dòng máu qua dấu ấn ung thư trong giới hạn bình thường, hay nói dễ hiểu là âm tính này. Ha, coi như dấu ấn ung thư trong giới hạn bình thường, có nghĩa là không còn tế bào ung thư trong dòng máu. Thứ hai là có khối u ban đầu to như thế này và nó nhỏ lại, đó là điều kiện thứ hai, tức là nó nhỏ về kích thước. Điều kiện thứ ba là không có dấu hiệu di căn. Như vậy 15 ca bệnh này được xuất viện là đảm bảo 3 điều kiện đó, chứ không phải căn cứ dấu ấn ung thư là đủ nha. Tại vì cái đó không đủ. Lý do tại sao thì Thanh giải thích rồi. Như vậy 15 bệnh nhân xuất viện phải ý thức rằng là mình đã chiến thắng ung thư, đẩy lùi ung thư, tức là tế bào ung thư trong dòng máu không còn, khối u nhỏ lại. Nhưng phải hiểu khối u mình còn nha, khối u mình còn. Như vậy thì khi ra về, sống hay chết là do bệnh nhân chứ không phải do các thầy. Bây giờ thì chỉ ra hai con đường, một con đường sống và một con đường chết.
một con đường sống là mình còn khối u, thì khi về nhà mình tiếp tục mình giữ phác đồ từ 3 đến 6 tháng nữa. Ở đây giữ phác đồ thế nào thì về nhà giữ phác đồ từ 3 đến 6 tháng nữa. Tốt hiểu là 3 tháng để chi? Để khối u tiếp tục nhỏ từ từ và biến mất. Sau 3 đến 6 tháng thì bệnh nhân tập lại ăn cơm lần lần và không được ăn động vật là mình yên tâm. Từ từ theo thời gian khối u sẽ biến mất, mình sẽ hoàn toàn thoát khỏi các bệnh ung thư. Một con đường chết thì khi về nhà thì mình thấy gia đình mình ăn động vật mà mình kiềm chế không được, mình ăn thì cái thức ăn động vật đó nó tiếp tục nó nuôi khối u, từ khối u nhỏ bắt đầu to lên, phát triển thêm bệnh nặng, cuối cùng chết. Ha, như vậy là 15 bệnh nhân. Hãy nhớ để mà tự cứu mình nha. Giờ này là tự cứu mình với các thầy, không còn kiểm soát để giúp bệnh nhân được nữa. Thôi xin chúc mừng các bệnh nhân nha. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
anh em tôi, một người từ Giê-ru xuống Giê-ri âm u, giữa đường gặp bọn cướp. Ai là anh em tôi, là nạn nhân giữa trời, người đang cần giúp đỡ, người không nói thành lời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Ai là anh em tôi, không vạch đôi ranh giới, không cắt ngăn tôn giáo, không điểm phân màu da. Ai là anh em tôi, vườn hoa thơm ngát như nụ hồng tươi mát, thầm trao hết mọi người. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa, sống vui giúp nhau vào tình yêu đời đời. Hãy trông, hãy xem, hãy chạy lòng thương xót, hãy thương, hãy thương, hãy thương hết mọi người. Hãy đi, hãy đi, hãy thực thi lời Chúa. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh
đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.